Ba của mình đó là một cán bộ nhà nước vẽ những cái bản đồ bên địa chính, sau này là tài nguyên môi trường. Ông cũng hiểu biết tương đối tốt, có thể là một cán bộ rất là nghèo trong một cái ngành rất là, nhưng mà mình học được ở ông và mẹ mẹ mình ở những cái niềm vui về đọc sách, cũng do cái hoàn cảnh là ông với mẹ chia tay khi mà mình mới có học lớp 1, cho nên nó sẽ tạo ra cái tính cách nhút nhát của mình một chút, ít có tham gia với đám đông, cộng với cái việc khuyến khích đọc sách, cho nên là mình hầu hết cái tuổi thơ chỉ chơi với sách vở là nhiều. Còn ngày xưa có đôi khi là một cuốn sách mới ra mình được tặng tới 2 cuốn giống nhau, một của mẹ một của ba. Từ nhỏ đã theo mẹ thay đổi chỗ ở rất là nhiều, trong gia đình của ông bà ngoại, rồi ở khu tập thể, những cái nhà cổ xưa hay là những cái nhà tập thể của giáo viên, đằng sau chùa có những cây đa lớn, rồi ở trong những cái nghĩa địa, cái khu nghĩa địa với những người bình dân, hoặc là ở trên một cái căn phòng lồng lộng trên sân thượng của một cái nhà cũ thời xa xưa, rất là ẩm thấp, tức là những cái môi trường nó khác nhau và nó có những cái thứ trải nghiệm rùng rợn nữa. Hoặc là những cái cách ứng xử của những cái người xung quanh nó cũng thay đổi, cái không gian nó nhiều cảm xúc lắm, nó nhiều cái trải nghiệm, nó làm mình thích quan sát. Đối với mình, đời sống tâm trí là những cái điều gì đó kỳ diệu và phức tạp, và mình cố nhìn nó qua cái cách tạo hình cái đời sống con người, từ từ những cái hạnh phúc hân hoan cho tới những cái cô đơn tổn thương gì đó, thì nó đều là những cái giai điệu thăng trầm của cái nhịp sống. Nó có thể là bất an gì đó, nhưng mà nó là cái cách để tồn tại thú vị. Một cái đời sống nó là những cái trải nghiệm, và cái quan trọng là cái cách người ta nhìn nhận cái thái độ đối với những điều đó như thế nào. Hay hoặc là nó là cái cách để khám phá về chính mình trong những cái ma sát đó, trong những cái hoạt động sống đó, trong cái sự tồn tại đó, mình có thể khám phá được cái gì đó bên dưới, hoặc là cái sự ý thức được chính những cái hoạt động của mình tự nhìn ngắm mình cũng như là cái đời sống này. Mình chỉ mô tả cái cơ thể là nhiều, những vận động, những thái độ
tình cảm, những cái sự một mình, những cái hình thức như vậy, rồi kết hợp với nhau một một người và một nhóm người như vẽ chân dung vậy. Nó không 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 kể chuyện, nó không không phải là một câu chuyện, nó là những cách nhìn về một con người, về một đời sống, về một thân phận. Việc mà vẽ những cái cơ thể dần dần mất cái tính cụ thể và lẫn lộn vào nhau đó, nó cũng biểu thị như là một cái giấc mơ hay hoặc là một cái dạng ký ức chung về đời sống. Những con người mờ nhè và lẫn lộn nhau, nó không còn cụ thể riêng biệt nữa. Cái sự hòa trộn, hòa lẫn và không tìm thấy mình, đó là cái đó cũng là một cái đau đáu của con người hiện đại. Vẽ người không thôi, con người và xã hội con người, cái sự chung đụng, tình yêu thương, rồi gia đình, rồi những cái quan hệ xã hội. Thật ra vẽ mọi người cũng là vẽ chính mình, tức là tìm hiểu về con người của mình. Và nó cũng là cái khó nhất. Vẽ người khó hơn tất cả, vẽ những cái thứ khác. Nhiều người hay một người gì cũng là nói về mình vậy thôi. Kể cả mình vẽ người nữ thì cũng là mình, người nam cũng là mình. À, tại vì trong con người mình nó tồn tại nhiều cái tính nam, tính nữ, tính trẻ con, tính người già, nó đồng đồng lúc như vậy. Giống như mình vẽ một tập thể người là những cái phần riêng của mình. Tức là mình suy tư về con người nhưng thực ra là suy tư về chính cái thân phận của mình. Mình không vẽ tả thực như người xưa, nhưng mình rất là thích những cái cách đặt vấn đề, cách nghĩ và tạo hình của những cái tranh thời kỳ phục hưng Gothic. Những cái cấu trúc, những cái cơ thể đó, như nó rất là điển hình, và cái xây dựng bố cục của nó, ánh sáng nó chuẩn mực. Cái tinh thần của những cái tranh hiện đại sau này thì mình thích Freud, Lucian Freud, cái thân phận con người, cảm xúc về đời sống nó rất là rõ ràng. Bên cạnh cái việc mình quan sát đời sống đương đại, hạnh phúc hay bi kịch của con người bây giờ, thì một phần rất lớn là những cái nghệ thuật trước, nó là cái chất liệu và cảm hứng rất là nhiều cho nghệ thuật của mình, chứ không phải chỉ là đời sống thực. Trong quá trình mình phát, mình tìm hình,
thì nó sẽ nảy sinh một cái ý đặc biệt hơn, hay là một cái cách diễn đạt như thế nào nữa, thì nó sẽ phát triển dần. Còn nếu giống như mà mình nghĩ là mình sẽ vẽ ra một cái gì đó, thì một cái hình ảnh nào đó trong đầu mình và mình chỉ chép nó ra thì cũng giống như là mình đi chép tranh vậy thôi, giống như ăn cắp cái gì đó thôi. Cái sáng tạo nó là một cái quá trình gì đó, đi tìm rồi phá bỏ, rồi tìm thì rồi thay đổi gì đó à, thì nó sẽ ra được cái của mình. Làm việc nhiều tự nhiên mình có một cái sự sai khác với cái chung. Cái sai khác đó là chính là mình thôi. Một con người nó có nghệ sĩ hay không, không phải là do trường lớp. Cái trường lớp chỉ là một cái bổ sung, một cái phương tiện để mình thể hiện cái ước muốn của mình thôi, thể hiện tốt hơn cái mình muốn nói thôi. Cho nên không phải tất cả mọi người học ra thì đều là họa sĩ được. Cái quan trọng mình thích cái nghề này là vì mình yêu thích những cái danh họa, cái đời sống của danh họa, những cái cuộc đời rất là thú vị, đáng sống. Giống như là trẻ con vẽ vậy đó, cái việc vẽ cái gì không quan trọng, mà là cái sự ham mê khám phá thế giới của trẻ con nó thể hiện qua cái việc nó vẽ thôi. Thì thực ra mình cũng vậy.